ba mẹo để bạn có làn da trắng đều và trắng đẹp tại nhà nhờ siêu phẩm body Bluetooth. Mẹo thứ nhất là các bạn nên tẩy tế bào chết 3 ngày một lần. Mẹo thứ hai là các bạn nên chọn cho mình một bộ tắm trắng tại nhà 1 tuần một lần. Mẹo thứ ba là các bạn nên sử dụng kem body dưỡng thể có thành phần hỗ trợ chống nắng, bảo vệ da, tăng sinh collagen và hỗ trợ se khít lỗ chân lông. Và bây giờ thì mình cùng các bạn mời các bạn xem một số những feedback của khách hàng đánh giá về những dịch vụ kem dưỡng trắng body Bluetooth để các bạn có làn da trắng sáng ngọc ngà. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của Lily. Lần này thì Lily sẽ hướng dẫn cho mọi người một tip dưỡng da trắng cực kỳ hay. Bạn nào mà muốn có một làn da trắng như Hương Ly thì không thể nào bỏ qua được video này đâu. Tại vì đây là một trong những cái sản phẩm giúp bản thân mình á dưỡng trắng da trong mùa dịch này, rất là trắng sáng, rất là mịn màng luôn. Và không nói nhiều hơn nữa, mọi người có thể nhìn thấy ở trên tay Ly, đây chính là sản phẩm Kem Body Bluetooth nha mọi người ha. Nó giúp cho làn da của mình á được dưỡng ẩm nè, cho làn da của mình được mềm mại hơn. Ngoài ra thì em nó cũng giúp cho mình trắng sáng và chống những cái thâm nè. Ngoài ra giúp cho làn da của mình được đều màu, chống lại tia UV, chống nắng và cũng như là đẩy lùi cái quá trình lão hóa da, rất là tuyệt vời luôn. Một trong những cái điều mà Ly cực kỳ quan tâm ở một cái sản phẩm đó chính là bảng thành phần. Và lúc cho mọi người xem cái bảng thành phần của em Kem Body Bluetooth này nha mọi người ha. Ở trong thành phần của em này thì gồm có tinh dầu hoa trà Nhật Bản, còn có yến mạch và cũng như là trà xanh, một số những cái vitamin như là vitamin E, vitamin A. Ngoài ra còn có niacinamide thì giúp cho làn da của mình được trắng sáng và đều màu hơn, đẩy lùi và đánh bay những cái mà thâm sạm của làn da của mình, giúp cho làn da của mình có một cái độ trắng sáng. Ngoài ra còn có hyaluronic acid thì giúp cho mình được cung cấp độ ẩm của làn da của mình và tăng khả năng ngập nước của sản phẩm này rất là nhiều, nên là khi mà mình sử dụng sản phẩm này thì mình thấy thực sự rất hiệu quả so với lại những cái sản phẩm mà mình đã dùng trước đây. Và bây giờ mình sẽ test sản phẩm lên trên da của mình nha mọi người ha. Khi mà mọi người muốn sử dụng em này á, thì đầu tiên mình sẽ làm sạch bề mặt. Ngoài ra thì mọi người nên thường xuyên tẩy cái làn da của mình á, để cho làn da của mình được loại bỏ lớp tế bào chết, thì sẽ giúp cho kem của mình được thẩm thấu hơn. Thì mọi người thấy đó, mình chỉ cần á, thoa nhẹ lên thế này thôi thì á, làn da của mình đã được thẩm thấu luôn rồi nè. Đó, rất là nhanh và kem nó đi rất là mượt luôn. Đặc biệt là cái mùi thơm của em nó giống như cái mùi thơm của hoa sen, hoa trà vậy mọi người, rất là dễ chịu luôn, rất là thơm luôn á. Đây, đặc biệt mọi người chỉ lấy một cái lượng vừa đủ để cho làn da của mình thôi nhé. Lại sản phẩm một lần nữa nè, nhìn da tay của Ly này, một bên da tay thoa và một bên cánh tay không thoa, thì mọi người thấy rõ cái sự khác biệt đúng không nào? Một bên da cực kỳ trắng, cực kỳ mượt luôn và không hề bị khô. Sau một thời gian mà Ly sử dụng Kem Body Bluetooth thì cực kỳ mê mẩn em nó luôn. Thế nên nhất quyết là phải làm một cái video dành cho mọi người để mọi người chúng ta cùng xinh đẹp và cùng bước qua mùa dịch này. Sau mùa dịch rồi á thì chị em mình á sẽ ngày càng đẹp lên, rạng rỡ lên, trắng xinh và hồng hào hơn. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu như các bạn chưa hàng, hãy để lại số điện thoại dưới cái livestream ngày hôm nay. Để lại số điện thoại dưới livestream ngày hôm nay thì bộ phận marketing bên mình sẽ chăm sóc và tư vấn cho các bạn. Hoặc là các bạn có thể chuyển khoản dưới đường link này các bạn nhé, chuyển khoản dưới đường link này với số tài khoản của Ngọc Anh các bạn nhé, để các bạn có cơ hội nhận ngay một cái liệu trình chăm sóc da vitamin C chuyên sâu làm trắng sáng bộ da mặt, và cơ hội nhận ngay siêu phẩm kem dưỡng trắng body Bluetooth. Để xem được những video hay tiếp theo thì các bạn hãy subscribe, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube này, kênh fanpage của hệ thống thẩm mỹ Anh dưới cái livestream ngày nay các bạn nhé. Xin hẹn lại các bạn, chúc các bạn luôn luôn trẻ đẹp.